thôi mà. Thấy như cái thác không, cái thác bên trong không, cách đây mấy năm về hả, cái đường đi gồ ghề thấy ớn luôn, ổ gà không à đó, mà vậy mà người ta cũng khai thác du lịch rồi đó. Nó hết tiền hả? Mình đã nhìn con mắt mình nhìn đã thấy du lịch là người ta thấy đâu rồi, người ta thấy được tiền này hay chết rồi, nên mình khỏi nhắc người ta tại sao không làm, tại sao không làm, chỉ là tiền bạc hay là mua miếng đất nó cũng không dễ chịu. Mình thấy mình chẳng lo, chẳng có tiền thôi, chứ mình có tiền mình cũng nhảy vô làm. Nằm kế chú rồi con.